Rồi, chào các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay anh Phi đang có mặt tại cửa hàng với anh Lĩnh đây. Và anh Phi có một cái thùng hàng. Khi nãy anh Phi có làm con vô băng thần kiếm và anh Phi cũng có nói sơ về thùng hàng này rồi. Và bây giờ chúng ta xem coi bên trong thùng hàng này có gì ha. Trước mắt đó là anh Phi đã lấy ra đây những cái bộ đồ chơi lắp ráp 3D. Anh Phi đã dời cái mã hàng này về lắp ráp 3D rồi nhé. Đây là khủng long, con màu xanh lá. Phía sau lưng nó sẽ là con màu nâu có tai. Và ở đây thì nó sẽ có những cái cặp sản phẩm như vậy các bạn. Khi nhà cung cấp họ cung cấp cho chúng ta thì nó có những cái cặp sản phẩm như vậy. Xanh lá thì đi với con nâu có tai. Còn đây là con trắng. Con trắng thì nó đi với con nâu không tai nha. Ở đây là con trắng, con nâu không tai. Ở đây là con đen. Con đen và con xanh dương nhé. Các bạn có thể xem những cái mẫu hàng này bằng cách các bạn vào yêu đồ chơi trẻ em.com. Các bạn vào cái phần lắp ráp 3D nha. Anh Phi dời nó qua lắp ráp 3D rồi. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bộ đồ chơi câu cá 4 hồ pin. Nhưng mà con hít. Con hít này thì phụ thuộc rất là phù hợp cho những cái bạn nhỏ nha. Các bạn nhỏ thì dễ chơi hơn. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bạn mèo nhại giọng. Rồi búp bê Frozen. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ búp bê Frozen nữa nè. Cũng khá là dễ thương ha các bạn ha. Anh Phi sẽ điểm danh sơ thôi. Sau đó anh Phi sẽ dán tem giá và chụp hình những cái mẫu mới ha. Rồi ở đây thì chúng ta có cái gì nữa. Đây chúng ta có một cái bộ đồ chơi. Cái này gọi là đồ chơi quá trang nha. Anh Phi không gọi là súng nha các bạn. Ở các cửa hàng đồ chơi không được phép bán súng. Cho nên tất cả mọi thứ anh Phi sẽ quy vào hóa trang hết nha. Các bạn chơi cái này là chơi hóa trang thành siêu anh hùng. Và bây giờ thì anh Phi sẽ cho nó qua đây. Ở phía bên này thì anh Phi sẽ còn một con mèo nữa nè. Rồi ở đây là bộ máy bán nước tự động. Thì ở đây các bạn vào yêu đồ chơi trẻ em.com. Các bạn vào máy bán nước, các bạn sẽ thấy được tất cả những cái mẫu máy bán nước của bên đồ chơi ABO. Và đây là một cái quạt sạc pin sạc ha. Rất là phù hợp cho các bạn ở mùa hè này. Nóng, đi học lại nóng. Có pin sạc sẵn sử dụng nha. Rồi ở đây thì hồi chiều anh Phi có gói mấy phần quà cho khách nè, 5 phần. Chút xíu nữa khách ghé lấy. Và ở đây nữa là một bộ đồ chơi. Các bạn có thể vào phần thử thách nhé. Yêu đồ chơi trẻ em.com phần thử thách. Các bạn khi mà truy cập vào cái trang web á, nếu mà các bạn truy cập trên cái điện thoại á, thì các bạn có thể lên cái phần mà sau khi vô cái màn hình chính thì phía trên nó có cái logo ABO hoặc là phía bên hông bên trái nó sẽ có 3 cái dấu gạch. Thì các bạn bấm chậm vào 3 dấu gạch đó, nó sẽ sổ ra một cây thư mục. Thì cây thư mục đó chính là các cái nhóm sản phẩm bên ABO anh Vy đang up lên. Ở đây thì các bạn có thể vào phần thử thách, các bạn sẽ thấy được cái này nha, thấy được sản phẩm này. Ở đây thì anh Phi còn một cái bộ xi hít dùng bên nhóm đồ chơi quá trang nữa đây nha. Đây đồ chơi quá trang, cái này quá trang thành cái gì đây, cái này chắc không biết nhân vật gì nữa. Thôi thì chúng ta sẽ cho qua một bên ha. Anh Phi gửi anh Lĩnh cái. Ở đây thì còn một số mảng sản phẩm nữa các bạn. Đây là một cái con người nhện. Người nhện này không phải còn thuộc người nhện máy nữa. Spider-Man. Cái này Amazing hả các bạn. Homecoming. Cái phần này là phần Homecoming nha. Ý nó làm lộn. Cái con này, cái con nhện này nó đang treo ngược. Anh Phi đang định lật lại nhưng mà nhìn ở đây nó đang treo ngược nè các bạn ha. Cái sản phẩm phía trong sẽ là cái gì đây. Đây rồi. Anh Phi cho qua một bên đi nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta còn cái gì ở đây nữa. Quạt nè. Quạt thì nó có màu hồng, màu xanh nha. Rồi nó còn cái gì nữa ta. Con này là con nhện luôn. Cái bệ phóng máy bay. Đây cái bệ phóng máy bay. Cái này cũng là một hot trend đó các bạn ha. Hot trend nhưng mà đã qua rồi ha. Cái này phóng máy bay để máy bay vào kéo nòng. Cái này nó thuộc cái nhóm hàng nào anh Phi quên mất rồi. Nhưng mà cái mã của nó sẽ là 809 ha. 809. Không biết cái mã nó chính xác nó là cái gì. Nhưng mà các bạn có thể tìm thấy trên thử thách các bạn. Vào thử thách đồ chơi yêu đồ chơi trẻ em.com phần thử thách nha. Cái này cây xiên hít của chúng ta. Đồ chơi quá trang. Ở đây cũng có một cái đồ chơi quá trang nữa nè. Cây xiên hít. Spider-Man. Nó còn cây xiên hít đội trưởng Mỹ nha các bạn nhé. Cây xiên hít đội trưởng Mỹ anh Lĩnh cho anh Phi mượn ấy. Như nằm phía trong ha. Đây ha, đây cây xiên hít đội trưởng Mỹ nè các bạn. Về chưa kịp dán tem thì có một chị vừa mới mua quà sinh nhật. Trong cái cục quà sinh nhật này nó có một cái hộp xi hít này nè các bạn. SB344 nha. SB344. Còn cây nhện là SB354 nha. Rồi ở đây thì anh Phi có đây ha. PCR màu tím. Vô PCR màu tím. Anh Phi lấy thêm một ít để chăm thêm cho cửa hàng. Cửa hàng vẫn còn nha các bạn. Rồi ở đây thì cây SB400. Cây này cũng là đồ chơi quá trang đây. đồ chơi hóa trang. Các bạn có thể vào đây, các bạn có thể hóa trang thành siêu anh hùng hoặc là săn bắt cướp hay gì gì đó ha. Các bạn nhớ hóa trang thành một nhân vật chính diện nha các bạn, đừng có hóa trang thành nhân vật phản diện nha, không hay lắm đâu. Rồi bây giờ thì còn mã hàng cuối cùng anh Phi sẽ giới thiệu với các bạn một cái cây hóa trang khá là đẹp. Anh Lĩnh ơi, phụ anh Phi Lĩnh ơi, anh Lĩnh ơi, phụ anh Phi rút nó ra anh Lĩnh, một tay lúc rút nó ra không được, nó to lắm các bạn, cây này rất là to. Rồi đó, cây này hóa trang thành một nhân vật bắn tỉa hả? Cây này không phải bắn tỉa đâu, cây này bắn tăng luôn á, cây này chắc bắn tăng luôn á các bạn. Cây này anh Huy không nhớ giá nhưng phải trên triệu, cây này trên triệu các bạn, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi tới đây thôi ha các bạn ha, các bạn vào yêu đồ chơi trẻ em.com nhóm hóa trang nha. Cái này là đồ chơi hóa trang nha các bạn, anh Huy không bán nó như súng nha. Các bạn đừng hỏi anh Huy có súng không, anh Huy trả lời không có. Các bạn hỏi anh Huy bán đồ chơi hóa trang không, anh Huy sẽ nói có ha. Rồi tới đây thôi. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ đi dán tem và chụp hình cho từng cái mã mới nha. Rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn.